xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất thưa quý vị ngày 31 tháng 7 thông tin ông Hồ Đại Dũng cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ bị bắt vì hành vi đánh bạc trái phép đã thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận bởi trước đó cũng từng có hàng loạt quan chức đại gia bị kỷ luật thậm chí là bay ghế nóng vì bị bắt quả tàng đánh bạc cựu phó chủ tịch tỉnh phú thọ bị bắt vì tội đánh bạc trái phép Ngày 29 tháng 7, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an có thông báo về việc đã bắt bị can để tạm giam đối với ông Hồ Đại Dũng, sinh năm 1972, trú tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, về hành vi đánh bạc trái phép theo quy định tài khoản 2, điều 321 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, ngày 10 tháng 7, tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, đã biểu quyết thống nhất miễn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ đối với ông Hồ Đại Dũng. Ngày 19 tháng 7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký quyết định số 697 về chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hồ Đại Dũng. Hiện ông Hồ Đại Dũng đang bị cơ quan tạm giam để chờ xử lý theo pháp luật phó trưởng khoa trường chính trị Đắk Lắk bị khởi tố vì đánh bạc. Cũng trong ngày 29 tháng 7, một lãnh đạo trường chính trị tỉnh Đắk Lắk xác nhận, ban giám hiệu trường này đã tạm đình chỉ công tác đối với ông NVK, 45 tuổi, phó trưởng khoa xây dựng đảng của trường vì vi phạm pháp luật. Trước đó, công an thành phố Buôn Ma Thuột khởi tố bị can đối với ông K để điều tra về tội đánh bạc. Cách đó không lâu, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án tham ô tài sản xảy ra tại trường chính trị Đắk Lắk. Công an cũng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà NTH, 40 tuổi, nhân viên văn thư kiêm thủ quỹ trường chính trị tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Hiện lãnh đạo trường chính trị Đắk Lắk đã tạm đình chỉ công tác đối với bà H. Theo thông tin, tháng 10 năm 2023, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk thông báo kết quả kiểm tra công tác quản lý tài chính giai đoạn 2017-2022 tại trường chính trị Đắk Lắk. Qua đó, Sở Tài chính Đắk Lắk chỉ ra nhiều sai sót trong việc thu học phí, tiền lương tại trường chính trị Đắk Lắk. Do vượt thẩm quyền nên công an thành phố Buôn Ma thuật, chuyển hồ sơ lên công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra, xử lý. Chủ tịch tại xã Hà Giang bị bắt vì đánh bạc. Trước đó khoảng tháng 5, tối ngày 2 tháng 1, thông tin từ Công an huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cho biết đã bắt giữ 6 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa, trong đó có cả Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Trước đó, vào 23 giờ 45 phút ngày 31 tháng 12 năm 2023, Công an huyện Vị Xuyên đã phát hiện bắt quả tàng các đối tượng có hành vi đánh bạc tại nhà Đặng Văn Đồng, sinh năm 1995, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Qua nắm bắt tình hình, lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang Bồn Văn Đánh, sinh năm 1997, trú tại xã Thành Đức, cùng các đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa tại nhà Đặng Văn Đồng, sinh năm 1995, khi phát hiện các đối tượng khác đã bỏ chạy. Tăng vật thu giữ gồm hơn 8 triệu đồng tiền mặt, 3 điện thoại, 1 bát sứ, 1 đĩa sứ và 4 quân vị. Qua truy xét, công an làm rõ và bắt giữ thêm 5 đối tượng, gồm Đặng Văn Miều, sinh năm 1995, Đặng Văn Tán, sinh năm 1993, Tráng Văn Tái, sinh năm 1997, cùng chú tại xã Thanh Thủy, Triệu Văn Mạnh, sinh năm 1978 và Lý Văn Đánh, sinh năm 1988, cùng chú tại xã Thanh Đức trong đó đối tượng Triệu Văn Mạnh, sinh năm 1978, hiện đang là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xín Trải, huyện Vị Xuyên. Vụ việc hiện vẫn đang tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật. Hai lãnh đạo cục quản lý thị trường Long An bị kỷ luật vì đánh bạc trong giờ làm. Vào khoảng cuối năm ngoái, sáng ngày 1 tháng 11 năm 2023, Tổng cục Quản lý Thị trường vừa quyết định kỷ luật 4 công chức có liên quan do vi phạm về kỷ luật lao động, nội quy cơ quan, đơn vị, quy định về pháp luật phòng chống tệ nạn xã hội. Cụ thể, ông Trần Văn Quốc, đội trưởng quản lý thị trường số 3, Phan Quốc Dũng, phó đội trưởng quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý Thị trường Long An, nhận kỷ luật hình thức cảnh cáo. Hai công chức khác gồm Nguyễn Minh Quang, kiểm soát viên đội quản lý thị trường số 2 và Trần Duy, kiểm soát viên thị trường, phòng tổ chức hành chính, nhận hình thức kỷ luật kiến trách. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Long An quyết định kỷ luật đảng với hình thức cảnh cáo đối với 3 đảng viên. Đội trưởng Bí thư tri bộ, Phó đội trưởng, Phó Bí thư tri bộ và đảng viên tri bộ 3. Và kỷ luật hình thức kiến trách đối với một đảng viên, chỉ Ủy viên Văn phòng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Long An. Những đảng viên này có khuyết điểm trong việc tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của đảng viên. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Long An nêu rõ, vi phạm này đã tạo ra dư luận không tốt, phát sinh đơn, thư tố cáo làm ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ, uy tín của bản thân và tổ chức đảng. Đơn vị nơi những cán bộ này đang sinh hoạt, công tác đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Bên cạnh đó, Cục trưởng Quản lý Thị trường tỉnh Long An Phạm Đức Trinh được Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đề cập trách nhiệm quản lý cần rút kinh nghiệm. Hai lãnh đạo huyện ở Lai Châu bị cách tất cả chức vụ vì đánh bạc. Trước đó vào khoảng tháng 7 năm 2023, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Lai Châu ra công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về hành vi kỷ luật đối với Tránh Thanh tra và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xin Hồ vì tham gia đánh bạc bằng hình thức đánh lô đề. Theo đó, Ban Thường vụ tỉnh ủy Lai Châu quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Quốc Vương, ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sinh Hồ. Ông Vương đã vi phạm các quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cả cấp. Ông Vương đã tham gia đánh bạc với hình thức đánh lô, đề và bị cơ quan chức năng khởi tố. Ban thường vụ tỉnh ủy Lai Châu cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Phí Văn Cường, ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, bí thư chi bộ thanh tra huyện Sinh Hồ ủy viên ủy ban nhân dân huyện tránh thanh tra huyện xin hồ với hành vi vi phạm như ông vương trước đó công an tỉnh lai châu đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức nghi số lô số đề trái quy định của pháp luật với số tiền lớn trong đó có nhiều cán bộ thuộc cơ quan nhà nước tham gia đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu đã khởi tố 16 bị can trong vụ án này trong đó có ông nguyễn quốc vương và ông phí văn cường loạt doanh nhân đình đám bị bắt trong vụ đánh poker ở vĩnh phúc cũng vào cuối năm 2023, vào ngày 3 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã truy tố 41 bị can trong vụ đánh bạc theo hình thức poker sắt phạt nhau bằng tiền tại khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong số này, có bị can Thái tấn Dũng, chú thành phố Hồ Chí Minh, từng là chủ một doanh nghiệp kinh doanh vải lụa. Đặng Đình Hậu, chú tại Hà Nội, cựu thành viên hội đồng quản trị của VGS Group. Và Nguyễn Công Đức là doanh nhân hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin, bị truy tố về tội đánh bạc cùng tội nêu trên, viện kiểm sát còn truy tố hai bị can Lê Hùng Nam, nguyên phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hiệp hội góp Việt Nam, Trần Thanh Tú, nguyên chủ tịch hội golf thành phố Hồ Chí Minh cùng bà một người khác. riêng các bị can Trần Anh Linh, giám đốc công ty Trần Lê Sa, Trần Thị Ngọc Minh, Trần Thị Thanh Thủy, Phan Thị Huỳnh Như và Nguyễn Thị Thu Kiều bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc. Theo cáo buộc, từ 23 đến 25 tháng 3 2023, hiệp hội golf Việt Nam tổ chức giải VGA Union Cup 2023, đối kháng đồng đội giữa đội tuyển cốp miền Bắc với đội thần gốc miền Nam tại sân Coast Đầm Vạc, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Lợi dụng việc này, bị can Trần Anh Linh đã rủ nhiều người thuộc đội tuyển Ghost của hai miền tập trung tại Vĩnh Phúc trước ngày giải bắt đầu để nhóm golfer đánh bạc dưới hình thức chơi poker. Đến khuya ngày 20 tháng 3 năm 2023, tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, phát hiện bắt quả tang 18 người đang đánh bạc tại khách sạn, 4 người tham gia chia bài. Cơ quan tố tụng xác định nhóm bị can bắt đầu sát phạt với nhau từ lúc hơn 20 giờ ngày 20 tháng 3 cho đến thời điểm lực lượng công an ập vào bắt quả tang là 23 giờ 45 phút. Tại hiện trường là phòng 550 khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc. Cảnh sát thu giữ hơn 4,6 triệu điểm phỉnh, tương đương 4,6 tỷ đồng của các golfer đánh bạc, 4 bộ bài tây, hai tờ giấy ghi lại số phỉnh mà các con bạc đã mua để đánh bạc và một số đồ vật, tài liệu khác có liên quan. Bắt quả tang 4 cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình đánh bạc Tháng 7 năm 2023, ông Nguyễn Huệ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình xác nhận, 4 cán bộ công tác tại sở này đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang về hành vi đánh bạc. Sự việc xảy ra vào ngày 26 tháng 6 năm 2023, nhóm người đang công tác tại Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Bình đang đánh bạc ở một nhà riêng ở trên đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang. Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình đang chờ văn bản cụ thể từ Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình về vụ việc cán bộ của sở này có hành vi đánh bạc, sau đó sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, vào đầu tháng 4 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã khởi tố ông Lê Hồng Quân, cán bộ phòng quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình về tội đánh bạc. Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã gửi thông báo về việc đảng viên vi phạm pháp luật đến Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường và chi bộ nơi ông Quân sinh hoạt để đơn vị có hình thức xử lý. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện bị bắt vì đánh bạc. Cùng liên quan đến loạt án đánh bạc, cách đây hơn 3 năm, ngày 26 tháng 2 2021, thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa cho biết, Ủy ban nhân dân huyện này vừa ký quyết định bố trí công việc mới cho ông Nguyễn Văn Long, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, từng bị công an bắt quả tàng, đánh bài ăn tiền trong trụ sở. Theo đó, ông Long được bố trí làm chuyên viên tại phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hậu Lộc kể từ ngày 19 tháng 2 năm 2021. Ông Long được hưởng lương và các phụ cấp theo quy định của nhà nước. Đồng thời ông Lê Duy Hưng, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên huyện Hậu Lộc, người từng bị bắt khi đánh bài cùng với ông Long, được bố trí làm công việc chuyên môn tại Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc. Ông Hưng được hưởng lương và phụ cấp theo các quy định của nhà nước. Trước đó ông Long và Hưng cùng hai người khác bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang đánh bạc ngay tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc vào đêm 31 tháng 5 năm 2020, trên chiếu bạc công an thu giữ 92 triệu đồng. Những người tham gia đánh bạc sau đó bị khởi tố bắt tạm giam. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Thanh Hóa đã họp, xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Long và ông Hưng vì vi phạm pháp luật. Trình ban thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa xem xét, quyết định. Ban thường vụ tỉnh ủy sau đó quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Long và ông Lê Duy Hưng bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong đảng. Thưa quý vị, những vụ việc trên không chỉ gây xôn xao dư luận mà còn đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về đạo đức và trách nhiệm của những người nắm giữ quyền lực là người càng nắm giữ chức vụ cao, quyền lực càng lớn thì bản thân càng phải có sự tự giác và giữ bản thân trong sạch, nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật để làm gương. Việc nhiều cán bộ lãnh đạo vi phạm pháp luật và phải chịu hình thức kỷ luật không chỉ là một bài học sâu sắc về sự nghiêm khắc của pháp luật mà còn là cơ hội để xem xét và củng cố các cơ chế giám sát, thanh tra nhằm đảm bảo rằng những hành vi sai trái không được dung túng tất cả những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo